Xin chào các bạn mọi người nha. Hôm nay thì quanh shop đồ cao phi mắt bên em mới về một cái túi đựng phụ kiện. Cái này thì mình có thể đựng được máy hoặc là đựng cước, những cái phụ kiện mà mình đi câu á thì có thể đựng trong cái túi này. Đó. Túi này thì được trang bị là 5 ngăn chính và gồm một cái ngăn là ngăn chứa nước để mình đi câu xa. Bây giờ em sẽ cho mọi người coi cái bên trong của cái túi này. Bên trong này á, thì nó trang bị hai ngăn. Cái ngăn này á, nếu mà mình không thích á, thì mình có thể lấy ra để gồm một ngăn chính này. Có thể đựng được rất là nhiều phụ kiện. Đó. Một cái dạng mà mình đeo á, thì mình có thể là đeo như cái anh này là mình đeo chéo. Đeo chéo trước bụng như này. Một cái á, thì mình có thể đeo ngang bụng. Anh Mậu sẽ đeo ngang bụng cho các anh em mình coi luôn nha. Chất liệu của cái túi này á, là được làm bằng một vải 1000 Alford, có chức năng á, là chống thấm và chống bám bụi. Cái màu sắc của cái này thì cũng em thấy cũng rất là đẹp á, phù hợp cho mình đi câu. Còn về thêm một cái màu xanh rêu nữa. Hai cái màu này thì cũng quá là thích hợp cho những cái buổi đi câu, đi dã ngoại cho mình luôn. Một cái màu xanh rêu và một cái màu xám rằn ri. Về cái kích thước của cái túi này á, thì là cái bề ngang nè, anh em để ý cho em coi nha. Cái bề ngang này là nó dài tới 40 cm lận, còn cái chiều cao á là tới 20 cm. Chiều cao này là 20 cm nè, và còn cái chiều rộng chỗ này á là 17 cm. Đó. Để anh em mình ước chừng để bỏ máy. Thường em nghĩ là cái túi này thì mình có thể đựng được khoảng tầm 3 đến 4 máy á. Máy tầm 4.000 5.000 đều ok. Bây giờ em sẽ qua cái chỗ để máy cho mọi người coi luôn nha. Trên tay của anh là cái máy Shimano Sienna 4000 nha. Máy Nesave của Shimano 4000. Đó, cái này để đỡ cho một máy nhưng mà rất là rộng luôn. Máy con này thì là máy Shimano Sahara. Em nghĩ là có thể nếu mà mình đi câu mà đông á thì có thể để hơn cái 4 máy này cũng được. Đó. Máy 4.000, 5.000, 6.000 đều ok hết. Nếu mà dòng 6.000 hoặc là 7.000 á thì mình có thể đựng được khoảng 3 máy hoặc là 2 máy. Rất là nhiều. Trời ơi. Trong đây là 4 máy rồi đó. Còn cái ngăn chính không? Ngăn phụ ngoài này thì nó cũng rất là rộng, phù hợp anh em mình để cước nè, hoặc là để mồi câu nè. Mình đi, nếu mà mình đi câu rê thì mình có rất là nhiều mồi rê thì mình có thể để ngoài ngăn này, là câu mồi cám thì mình cũng có thể để trong ngăn này luôn. Khóa kéo rất là mượt. Cái phần chỗ này là để mình tháo rời ra, nếu mà mình không thích thì mình có thể xách được đúng không anh? Xách được nè, dài lại rồi xách thôi. Sách như này. Đó, rất là gọn. Bên đây cũng còn một cái ngăn nhỏ nữa nè. Đó. Bỏ điện thoại, bỏ ví tiền hay là mình bỏ cái phụ kiện nhỏ nhỏ nữa thì mình có thể bỏ cái ngăn này cũng được. Rồi. Rất là gọn luôn. Còn cái này thì mình để chai nước nha anh em, để chai nước. Đi câu mà đứng lâu thì cũng phải khát thì mình bỏ chai nước vô đây. Ở ngoài thì nó sẽ rộng hơn như vậy, tại vì trong hình á em quay bằng điện thoại là nhìn nó vậy thôi nhưng mà rất là rộng. Hiện tại thì em về con màu này, màu xám rằn ri và màu xanh rêu. Nếu mà anh em nào mà mình quan tâm về cái sản phẩm này á thì có thể để lại số điện thoại hoặc là bình luận ở phía bên dưới, nhân viên bên em á sẽ tư vấn cho mình và hỗ trợ cho mình nhiệt tình nha.